Đây là mẫu túi bao trái bưởi của Hà Bưởi Ngon. Mẫu túi bao trái bưởi của Hà Bưởi Ngon. Vì nông dân phụng sự, số điện thoại 0968 129996. Túi này màu vàng trong và ngoài và có nốt thoát nước ở hai bên góc túi như thế này. Đây là cái dây thép để chúng ta bao trái để chúng ta quấn vào trong cuống quả. Và ở trong nó cũng màu vàng tươi, rất đẹp, được Hà Bưởi Ngon tráng bóng để chống thấm nước nên là độ dai rất là nhiều. Độ dai rất là nhiều và túi dẻo, chúng ta bao trái rất là dễ chứ không phải cứng túi như là nhiều đơn vị khác. Nhiều đơn vị khác là cái độ bóng nó không có nên là túi nó rất là cứng, chúng ta bao rất là khó bao mà dễ rách. Còn túi này nó rất là dẻo vì nó được tráng ni lông, tráng phủ ni lông bên ngoài nên là nó rất dẻo và chúng ta bao rất là bền. Đây là Hà Bưởi Ngon đang xuất buôn cho khách hàng là các đại lý ủy quyền của Hà Bưởi Ngon trên toàn quốc. Năm nay thì do dịch bệnh Covid tại Trung Quốc đang bùng phát rất là mạnh ở các thành phố lớn cũng như các tỉnh biên giới giáp biên với Việt Nam nên là Trung Quốc hiện tại đang đóng cửa biên giới giao thương với Việt Nam nên là những ai mà nhập túi bao trái ra năm này sẽ không nhập được do cửa biên bị đóng, không có nguồn hàng nên là sẽ bị thiếu nguồn hàng túi bao trái năm nay, chắc chắn là sẽ thiếu tương đối là nhiều. Đây là Hà Bưởi Ngon đang cung cấp và các đại lý đang ồ ạt nhập túi bao trái của Hà Bưởi Ngon trước khi bao trái để có nguồn hàng cung cấp cho bà con nông dân. Và Hà Bưởi Ngon cũng thông báo với bà con là chúng ta nên chủ động chúng ta mua túi bao trái sớm vì năm nay không như mọi năm là túi bao trái không có đủ nguồn hàng nên là chúng ta tìm mua là chúng ta mua ngay trước trong cái vườn nhà mình áng chừng nó khoảng bao nhiêu quả thì chúng ta mua sớm. Đây bà con biết là trong kho Hà Bưởi Ngon cũng bốc ngày hôm nay là hết này, xuất cho các đại lý ủy quyền của Hà Bưởi Ngon trên toàn quốc này, hôm nay là hết túi này.